Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp đặt cái băng truyền cho máy hàng nghiền thuốc liên tục mang thương hiệu Stronger ha. Thường thường thì cái máy nguyên đai nguyên kiện của nhà sản xuất bên Trung Quốc ấy, thì là họ chưa có lắp cái băng truyền này cho mình. Thì rất là nhiều khách hàng muốn để giao hàng cho họ là nguyên đai nguyên kiện thì cái vấn đề là họ không biết lắp băng truyền. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp băng truyền luôn. Thì đầu tiên thì mọi người có thể ở dưới hai cái băng truyền này có hai ngóc nha, mình sẽ nới hai ngóc này ra, đẩy băng truyền ra một tí ha. Thì ở ngay chỗ này nó có một cái trục, mình chỉ cần lắp hai cái trục lại với nhau, sau đó là mọi người sẽ đặt ngón vào lại cho chặt. Tiếp theo là đi điều khiển thì cái máy nó có cái chốt này nè, mình sẽ phải bặn ngón, mình đưa cái băng truyền về vị trí mình mong muốn, sau đó là mình sẽ bặn ngón lại. Cuối cùng là mình sẽ bặn ngay cái ngón này ở cái băng truyền ngoài.